Có người từng nói với tôi rằng thần linh không thể có mặt ở khắp mọi nơi, nên họ đã tạo ra mẹ. Có thể hiện tại nhiều người trong chúng ta vẫn cho rằng mẹ đơn thuần chỉ là mẹ, là người có trách nhiệm chăm sóc ta. Và tôi cũng vậy. Đôi khi tôi cũng chỉ nghĩ thiên chức của mẹ là yêu tôi. Cho đến khi đọc được cuốn sách Lời chia tay đẹp nhất thế gian, được chắp bút bởi nhà văn, nhà biên kịch Hàn Quốc nổi tiếng No Hee-kyung, bà đã lan tỏa thông điệp của mình đến với tôi và những độc giả khác. Mẹ chính là cả thế giới của con. Và cũng chính bởi điều này mà hôm nay tôi rất muốn giới thiệu tới mọi người câu chuyện đã cướp đi nước mắt của tôi, khiến trái tim tôi day dứt vô cùng. Đó là cuốn Lời chia tay đẹp nhất thế gian, để mỗi chúng ta, nếu ai còn mẹ, xin hãy yêu thương, trân trọng mẹ, biết quý giá những giây phút bên mẹ và hãy can đảm nói lên tình yêu của mình với mẹ. Trước khi nói về nội dung, thông điệp mà tôi rút ra được từ cuốn sách Lời chia tay đẹp nhất thế gian, thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn những thông tin chung cần biết về cuốn sách. Đầu tiên là tác giả, người đã chắp bút tạo nên tuyệt tác này không ai khác chính là nữ nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng của Hàn Quốc, bà Nao Hee-kyung. Cô viết câu chuyện này không chỉ đơn thuần muốn gửi đến các thế hệ độc giả về tầm chân quý của người mẹ và sự quan trọng của gia đình, mà còn muốn bộc lộ tình cảm của mình đối với người mẹ quá cố của cô. Lời chia tay đẹp nhất thế gian được ra mắt vào năm 1996. Suốt 25 năm qua, với 7 chương văn ngắn ngủi, cuốn sách đã cướp đi biết bao nhiêu nước mắt của bạn đọc bởi một câu chuyện giản dị mà thấm đẫm và đầy cảm động về tình mẹ con, tình vợ chồng, tình thân, để mỗi chúng ta sau khi đọc xong ai cũng suy ngẫm và tự hỏi rằng liệu mình có đang quá vô tâm với người mẹ yêu dấu và những người thân xung quanh mình hay không. Và để hiểu thêm được lý do mà vì sao Lời chia tay đẹp nhất thế gian có thể trụ mãi trong trái tim người đọc suốt từng ấy năm mà không hề có một chút phai nhòa, không những thế, còn chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng cùng tên, ra mắt vào năm 2017, chỉ đạo bởi đạo diễn Hong Jong-chan và những diễn viên gạo cội như Kim Young-ho trong vai bà nội, Kwon Mi-kyung trong vai mẹ Kim In-hee, Yoo Dong-geum trong vai bố In-chul. Ngoài ra còn có nữ hoàng nước mắt Choi Ji-woo trong vai Jeon-soo, nam thần K-pop nổi tiếng của nhóm nhạc Shiny Choi Min-ho trong vai Jung-soo. Khi mở trang đầu tiên của cuốn sách, trái tim tôi đã thực sự run lên bởi một câu nói của tác giả No Hee-kyung. Thật kỳ lạ, khi còn trên đời, mẹ đơn giản chỉ là mẹ, chẳng có gì hơn. Thế nhưng khi bà qua đời, tôi bỗng có suy nghĩ rằng bà chính là cả cuộc đời của tôi. Lời nói này thốt lên giống như sự nuối tiếc từ tận trong tâm can của tác giả. Và chính sự tiếc nuối người mẹ đã khuất này đã giúp cô viết nên câu chuyện. Vì khi ông muốn mỗi người đọc có thể yêu, quan tâm mẹ nhiều hơn cô đã làm, Lời chia tay đẹp nhất thế gian là câu chuyện về một người mẹ nội trợ bình thường như bao người mẹ khác, Kim In-hee. Bà sống cùng người chồng là bác sĩ Jung-chul, sắp về hưu. Ông là người vô tâm, tính tình cục cằn và chưa bao giờ quan tâm, hỏi han đến vợ. Chỉ khi ông biết người vợ tần tảo ngày tắt mặt tối ấy đang mất căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, khi đó Jung-chul mới vỡ lẽ, tỉnh ngộ ra. 수술 안 돼. 수술해. 배 얼굴 보기 전엔 그 누구도 어쩌고 저쩌고 장담할 수 없어. 너 그렇게 말이 쉬워? 남편이 의사인데 손 하나 까딱 않고 평생 저 혼자만 보고 산 여자한테 거두절미 너 끝장났어 예편네 그렇게 말하라고. 난 못해. Ngoài chồng bà còn có một đứa con gái lớn, Jeon-soo, là một nhân viên bình thường. Đứa con trai thứ hai tên Jung-soo thi đại học đến 3 lần. Và còn một người mẹ chồng già mắc căn bệnh mất trí nhớ. Hai đứa con dù đã lớn nhưng chưa bao giờ hỏi thăm In-hee hay nói lời cảm ơn vì sự vất vả của mẹ. Chúng luôn vội vã chạy theo những công việc và thứ tình yêu ngây dại. Chỉ khi bà mẹ In-hee nằm trong phòng phẫu thuật, chúng mới nghẹn ngào, đau đớn biết rằng thời gian qua đã vô tâm với mẹ như thế nào. Còn người mẹ chồng mắc căn bệnh mất trí nhớ, tuy hồi trẻ lúc nào bà cũng đánh đập, la mắng In-hee. Thế nhưng đến khi thấy mẹ chồng như vậy, In-hee lại chăm sóc cho bà, ân cần như người mẹ chăm sóc đứa con nhỏ. Còn về bà mẹ In-hee, bà đúng là người phụ nữ phi thường của phi thường. Cả đời vất vả, chưa bao giờ than vãn. Tuy những lúc chồng và con lạnh lùng, xua đuổi bà, bơ đi, không thèm quan tâm hay nói chuyện với bà, mẹ chồng thì đánh đập, chửi mắng. Thế nhưng bà vẫn yêu họ, yêu họ cho đến lúc sắp rời xa cõi đời này. Bà vẫn lo lắng cho họ, bà yêu họ cho đến hơi thở cuối cùng. Tác giả No Hee-kyung
Quả là một nhà văn sâu sắc đại tài khi có thể viết ra một kiệt tác cảm động như Lời chia tay đẹp nhất thế gian. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cuốn sách này đã có thể vượt qua sự khắc nghiệt của thời gian để lay động, chạm đến trái tim của tôi cùng biết bao thế hệ độc giả. Một câu chuyện giản dị mà ẩn chứa nhiều bài học sâu sắc về tình mẹ con, tình vợ chồng, tình cảm gia đình. Sau khi xem xong video này, nếu ai còn mẹ, hãy chạy ngay đến bên mẹ, xà vào lòng mẹ, ôm mẹ, hãy nói rằng: Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều và cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm cho con.